Xin chào tất cả các anh em, tôi là Navu đây. Ngày hôm nay thì chiếc Ngựa Hoang R6 của Navu đã được lên một dàn áo mới. Chính xác là dàn áo đã được đổi sang một tông màu khác, là tông màu đỏ xám. Thì trước hết Navu xin được cảm ơn các anh em bên xưởng Tú Wap đã thiết kế và thi công bộ áo mới này cho chiếc R6 của Navu. Vợ ba cũ trước của Navu là Z1000 cũng đã từng dán ở bên anh em Tú Wap và mình thấy chất lượng rất là ok. Thế nên là chiếc R6 lần này Navu cũng tin tưởng và bàn giao cho các anh em bên Tú Wap thực hiện. Chất lượng của dịch vụ dán đề can xe thì thường thể hiện ở đâu? Thứ nhất là cái công đoạn tháo vỏ. Đấy, không phải ai cũng có thể tháo hết được vỏ nhựa của một chiếc xe đâu. Một bộ vỏ nhựa như này nó có rất nhiều những cái lẫy này, cái ốc này. Nếu mà tháo lắp không cẩn thận ý, thì có thể làm gãy lẫy rồi mất ốc. Đó cũng là một cái điểm lưu ý khi mà anh em mang xe, mang vợ hai đi dán đề can. Thứ hai là về chất lượng của cái chất liệu đề can. Thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều những cái mặt hàng đề can xuất xứ từ rất nhiều nơi. Thì anh em bên Tú Wap chỉ chuyên nhập các loại đề can từ Mỹ hoặc là Malaysia thôi. Đấy, nói không với hàng Trung Quốc anh em nhé. Đề can của tàu ấy thì cái chất liệu của nó rất là kém bền, nó nhanh bị nổ này. Và cái màu sắc của những cái đề can kém chất lượng ấy thì nó thường có một cái gì đấy gọi là hơi kém tươi. Và nó khi mà đi ra ngoài nắng ấy, nó không lên màu được đẹp. Thứ ba là về kỹ thuật dán, tay nghề đấy. Thì một chiếc mô tô thì có rất là nhiều những cái góc cạnh này, rồi thì nhiều mép, nhiều góc nhọn. Thế nên là nếu mà dán không cẩn thận nó sẽ bị rách hoặc là bị nổ. Đó là những cái điểm mà anh em cần lưu ý khi mà dán một bộ đề can nhé. Ok, còn bây giờ thì Navu sẽ nói kỹ hơn về chiếc R6 của Navu được lên màu như thế nào. Ok các anh em, đây chính là chiếc R6 Ngựa Hoang của Navu sau khi đã được đổi màu dán áo. Tổng quan mà nói thì xe được phối giữa hai màu cơ bản là màu đỏ và màu xám. Màu đỏ này là màu đỏ bóng, màu đỏ của cờ đấy, của máu đấy. Còn màu xám này là xám chì mờ. Cái hai cái tông màu này thì tưởng chừng như là nó không có liên quan gì đến nhau, thế nhưng mà phối lên nhìn nó cũng rất là ok. Ban đầu thì mình định lên màu đen cơ, thế nhưng mà đen đỏ thì nó cũng phổ biến quá rồi. Thế nên là Navu muốn thử nghiệm pha hai cái màu khác. Thực ra thì đỏ và xám thì cũng không phải là chưa từng có xe nào phối lên. Tuy nhiên thì đó mới chỉ là những cái bản phác thảo trên mạng, ảnh concept thôi. Còn hôm nay thì Navu mới có thể thực tế nhìn thấy sự pha trộn giữa hai cái màu này. Đây, anh em cùng xem nhá. Ở phần mặt trước này, phần mặt trước thì mình có dán một cái chữ Navu, một cái số hiệu 46 của Rossi. Đấy, đội đua Yamaha chuẩn luôn, đúng không? Ở đây phần hốc gió này và lượn lên trên một chút cái phần mặt nạ trước và mình cũng chuyển sang màu đỏ. Đấy, thì cái này anh em nhìn nó giống cái răng nanh không? Đấy, khi mà đổi sang màu đỏ trông nó dữ hơn là màu đen. Rồi, đây là phần mặt trước, phần gọi là phần mặt nạ, phần gần chóa đèn ấy, thì mình cũng đã đổi cái này sang màu đen khói này. Rồi phần dưới, phần rè chắn bùn trước và phần mâm mình cũng đã chuyển sang màu đỏ. Phần mâm này thì là sơn anh em nhé, sơn đỏ nhé. Chứ mâm thì thường người ta không dán được đề can, phần này bắt buộc anh em phải sơn này. Đấy. Rồi, toàn bộ phần cánh yếm ở đây là mình đổi sang phần màu xám hết. Đấy, có chữ Navu ở đây thôi. Cái đèn này hơi bị lỏng này. Đấy. Đấy, chữ Navu ở đây. Ok. Đấy. Rồi thì phần ở dưới phần mỏ cày thì mình cũng có pha một chút màu đỏ ở đây và thương hiệu Yamaha. Đó. Rồi. Ở bên kia thì cũng tương tự như vậy. Không khác gì cả. Đây, mình sẽ đi một vòng cho anh em xem. Đó. Rồi, còn phần đuôi xe thì mình đổi sang màu xám hết nhá. Đuôi xe là màu xám hết. Đó. Tổng quan là như thế. Đó, nhìn chung là nó cũng rực rỡ lên tí thôi, chứ cũng không quá là loè loẹt. Mình không pha quá nhiều màu sắc cũng như là các cái họa tiết này. Thì anh em cũng biết, nếu anh em xem Navu từ lâu thì cũng biết là cái phong cách, cái style của mình thì không muốn chơi theo kiểu màu sắc quá, mà chỉ muốn kiểu đơn giản thôi. Đơn giản thế nhưng mà vẫn phải có những cái nét tinh tế và nổi bật. Bởi vì thực ra mà nói thì một chiếc Sport thì nếu mà nó chìm quá thì thực sự nó cũng không đẹp. Đấy, anh em để ý là bao giờ thì Sport cũng phải có một chút màu mè điểm nhấn nào đấy, thì nó mới có cái chất gọi là chất thể thao, đúng không? Anh em cứ để ý chiếc xe trên đường đua các thứ ấy thì nó còn màu sắc hơn nhiều. Đấy, của mình, của Navu là còn tối giản đi đấy. Navu chỉ dán gọi là đủ dùng thôi, đủ để nhận biết xe là xe gì, hãng gì và xe của ai, thế thôi. Đó, còn 46 là cái số hiệu của Rossi thì mình là fan của Rossi, thế nên là mình dán để gọi là thờ thần tượng thôi. Chứ không phải Navu là một người đam mê tốc độ nhá, anh em nhá. Dán 46 là chỉ để thể hiện cái sự yêu mến thần tượng thôi. Ok, rồi.
Phần bình xăng mình cũng dán đỏ này. Chỗ này là dán đỏ hết nhé. Phần này là phần xám chì mờ này. Có một cái điểm mà anh em cần lưu ý là cái màu xám này ấy, thì nó không phải là nhám anh em nhé. Nó không phải là chất liệu nhám mà nó là chất liệu mờ. Chất liệu nhám thì sờ bao giờ nó sần hơn. Còn cái chất liệu này thì anh em sờ vẫn có cái độ mịn. Và cái màu xám này thì nó khác với màu xám xi măng. Anh em nhớ nhá, xám xi măng thì nó có cái độ tươi, cái độ sáng hơn. Còn xám chì mờ thì nó có độ trầm, độ là cái gam trầm hơn đấy. Tuy nhiên khi mà dán cái chữ đen lên nền xám chì mờ này thì nó vẫn nhìn rõ cái chữ, vẫn có cho cái độ nổi bật, không bị quá chìm. Anh em xem chữ R6 này, rồi chữ Navu này. Anh em vẫn nhìn rõ đúng không? Ok, một sự kết hợp giữa màu bóng và màu mờ trên chiếc Yamaha R6. Đấy, anh em nào mà đang ấp ủ một cái dự định phối màu thì có thể tham khảo. Nhìn cũng rất là ok, nó không bị lệch tông giữa hai màu với nhau. Bản thân Navu thì lại hợp mệnh màu đỏ nữa. Thế nên là sau chiếc Z1000 ngày trước thì đến chiếc R6 này mình vẫn chọn màu đỏ làm cái tông nền chủ đạo cho chiếc xe. Ok các anh em, đấy thì bộ tem của Navu cũng chỉ có vậy thôi. Cũng không biết nói thêm gì nữa, bởi vì nó cũng đơn giản quá mà. Đợt tới thì Navu sẽ hoàn thiện nốt cho nó một số món đồ chơi nữa là xong. Ok, thì vlog ngày hôm nay chắc là chỉ ngắn gọn đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những vlog lần sau của Navu. Xin chào.